Buổi sáng đó Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh và sai khắp toàn quốc. Kính thưa quý vị, buổi sáng đó Huy đang có mặt ở phường Thất Hùng, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Và buổi sáng đó Huy hôm nay về đây để đưa tin cho quý vị một đôi xanh của em Ngọc. Em ấy đã dành hết những cái tâm huyết tạo tác suốt gần chục năm. Và cái ý tưởng rất là nhân văn dành tặng cho người cha, người mẹ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào để ngắm cái tác phẩm của em ấy. Chúng ta sẽ di chuyển vào cái đường có ghi là khu dân cư xóm 4. Đây là làng Vũ Xá quý vị ạ. Sa Huy đã đến cổng đúng quý vị ạ. Đây là cổng tư gia nhà em Ngọc. Chào Ngọc nhá. Vâng, em chào anh Bonsai Đức Huy. Em chào toàn thể anh chị em yêu Bonsai. Em mời toàn thể anh chị em vào trong khuôn viên nhà em ngắm cây. Và chào các chú nhá. Chào các chú ạ. Vâng, chào. Thưa quý vị, vừa rồi Bonsai Đức Huy cũng đã giới thiệu rồi. Em Ngọc thì cái khuôn viên này Bonsai Đức Huy nhìn thấy chỉ có 3 tác phẩm thôi, 2 tác phẩm xanh và 1 tác phẩm si. Và anh được biết thì trong đó có 2 cái tác phẩm của em là những cái tâm huyết của em gửi gắm vào trong cây dành cho những đấng sinh thành của mình, đó là người cha người mẹ của em, đúng không em? Dạ vâng. Thì em có thể chia sẻ cái ý tưởng của em như vậy. Vâng, em chào anh Đức Huy. Thì đầu cuốn video này thì em sẽ chia sẻ với anh Đức Huy cùng toàn thể chị em là cái là một cái tác phẩm em rất tâm huyết, em gây dựng khoảng gần 10 năm nay rồi. Đấy, thì năm 2017 thì là cái nền em tâm huyết gây dựng muốn dành tặng cho những người cha, người mẹ. Đấy, món quà như một món quà. Thế thì đây là vì sao đấy? Vì cái tác phẩm này em hình dung cái bóng dáng nó như một người mẹ. Như một người mẹ đang gồng gánh 2 người con. Nhưng mà cái tác phẩm này em đang làm theo cái tích là song tử bái mẫu. Song tử bái mẫu. Thế thì em mời anh đây, em hai tác phẩm, hai cái tử này em đang gây dựng. Đấy thì em mời hai tử hai bên. Vâng, hai mời anh chị cùng cảm nhận. Hai tử hai bên. Đấy, để hai cái song tử bái mẫu hay là song tử phụng mẫu cũng được. Vâng. Phụng mẫu thì là hay hơn. Vâng, phụng mẫu đi. Phụng mẫu. Song tử phụng mẫu. Vâng, đấy thì là ý mong muốn của em là tất cả đây là những cái người con này cũng vương trưởng rồi, sau đó rồi về phụng dưỡng cha mẹ. Đấy, chăm sóc dưỡng dục cha mẹ đúng không? Vâng. Báo hiếu cha mẹ. Báo hiếu cha mẹ. Đấy, thì em mời anh chị đây là ngắm cái ý tưởng cái tác phẩm của em. Thì cái tác phẩm em cũng đang gây dựng cũng chưa hoàn thiện, nhưng mà em cũng muốn chia sẻ một chút về cái lỗi lòng của em để chia sẻ đến toàn thể anh chị em yêu Bonsai. Em mời cả nhà cùng ngắm. Quý vị, ở đây là cái cây xanh Lam Điền dáng lão, và cây này thì có một thân chính và hai tử hai bên. Cây này thì với cái chiều cao Bonsai Đức Huy ước chừng cao khoảng 1m2 đến Ngọc nhỉ? Vâng đúng rồi, tác phẩm này cao 1m2. 1m2. Đúng rồi. Và xanh Nam Điền quý vị nhé. Dạ vâng. Đây là một cái cây xanh Nam Điền cũng làm theo cái hình tượng người mẹ. Vâng đúng rồi. Và em mới có một cái cây làm theo hình tượng người cha đó quý vị nhé. Vâng đúng rồi. Thì chúng ta sau, sau đây thì hôm nay là cái buổi lễ chính thức. Hôm nay thì em muốn chia sẻ với toàn thể chị em là một cái em muốn chia sẻ rồi là nhượng lại một cái tác phẩm vô cùng tâm huyết của em cho một người anh. Em xin mời toàn thể anh chị đến thăm ngắm cái tác phẩm mà em đây tác phẩm này em vô cùng tâm huyết em gây dựng là đây là một cái tác phẩm mà em làm để là làm dành tặng cho người cha đúng không? Vâng, tặng cho như một món quà tặng cho người cha. Đấy, đây, những người cha. Đấy, đây là thể hiện cho tâm huyết gây dựng cho tình là, cha này. Vâng. Cây vừa rồi là thể hiện cho tình tình mẹ, tình mẹ này. Vâng. Đấy, thì là nhìn thấy này. Một người rất là có hiếu đã làm hai tác phẩm gần chục năm nay. Vâng. để như một cái món quà dành tặng cho người cha người mẹ mình. Vâng. Và quý vị sẽ chiêm ngưỡng những cái nét nghệ thuật của tác phẩm. Vâng. Đấy em chia này thì một cái thân trực thì nhìn rõ rồi. Thì là em chia sẻ thêm với toàn thể anh chị em yêu cây là cái tác phẩm này em tâm huyết gây dựng là xuất phát ý tưởng từ là bắt đầu từ năm 2014 em gây dựng đến bây giờ. 14. Đến bây giờ là cái này làm trước cái kia hả? Vâng, cái này là làm trước cái cây kia thì dạ. Cái này em làm trước cái cây kia. Cái này bạn ấy làm trước nha quý vị nhé. Vâng. Và thì hôm nay là em cũng sẽ bật mí là em sẽ cây già em nhỉ. Vâng. Nụ này nổi hết rồi, từ gốc lên đến ngọn này. Dạ. Vâng.
Đấy, mời anh chị em cùng ngắm cái tác phẩm này. Dễ thì đã tâm huyết gây dựng suốt 10 năm nay rồi. Về hết rồi, sống trâu hết rồi. Dạ. Cái tác phẩm này thì em gây dựng theo cái tích, cái tưởng là lão mai sinh quý tử. À, cái mặt này thì nhìn giống răng lão hơn này quý vị ạ. Vâng, đúng rồi. Cái mặt bên kia thì là một cái cây lại nhìn giống cây trực. Vâng. Hai mặt thì hai cái sắc thái khác nhau quý vị ạ. Dạ. À, hôm nay này em cũng rất là cảm xúc này, em muốn chia sẻ với giới thiệu với toàn thể anh chị em, đây là người cha người mẹ em. À, đấy, để giới thiệu với toàn thể anh chị em yêu cây. Chào các bác nhé. Đấy, người cha người mẹ mà em rất là yêu mến, rất vô cùng, lúc nào cũng có một cái muốn, cái mong muốn gì đó, dành những cái tình cảm gì nó cao nhất, tốt nhất, trân trọng nhất để dành cho bố mẹ em, thì em cũng có cái động lực lớn để em gây dựng những cái tác phẩm này. Thưa với hai bác là hai bác có người con rất là có hiếu, đã làm ra cái tác phẩm để tặng cho cha mẹ mình. Thì em ấy một cái cây thì thể hiện cái tình cha con, đúng, và một cây thì thể hiện cái tình mẹ mẫu tử đấy. Thì hai bác có cái cảm nhận gì khi được nhận cái món quà từ chính người con của mình? Nên là thì tôi cũng rất là vui vẻ, bởi vì cũng may mắn làm sao cũng đã sinh được, trời sinh cho chúng tôi được đứa cháu đứa con như thế, là nó biết nghĩ đến bố đến mẹ, nghĩa là rất là cảm động. Tôi không biết nói gì hơn. Rồi. Quý vị thấy cái cảm xúc của bác gái. Vâng. Cũng đang rừng này. Rồi cháu cũng cảm nhận được cái niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ bến của người cha người mẹ khi được nhận cái món quà từ người con. Vâng. Cái đó là cái sự cái báo hiếu lớn nhất em ạ. Rồi em rất là tuyệt vời. Bây giờ cái cảm xúc như vậy thì cũng đã là quá đủ rồi để quý vị thấy được là người cha người mẹ hạnh phúc thế nào, vui thế nào khi được nhận cái món quà từ em Ngọc, từ người con của mình. Và xin cảm ơn hai bác và chúc hai bác thật nhiều sức khỏe, thật nhiều cái niềm vui hơn nữa trong cuộc sống bác nhá. Quý vị vừa được nghe những cái tâm sự của cha mẹ em Ngọc, và quý vị phần nào hiểu được cái niềm vui, niềm hạnh phúc của người cha người mẹ khi được nhận những cái món quà, cái món quà từ những cái tác phẩm bonsai của những người yêu cây. Dự quá là tuyệt vời quý vị, hôm nay thì này mọi người được chiêm ngưỡng hai tác phẩm. Ngoài cái giá trị nghệ thuật ra thì còn cái giá trị nhân văn ở trong đó nữa. Thì cây cảnh, quý vị biết là cây cảnh thì cây cảnh nghệ thuật và nhất là cây thế của Việt Nam, thì chúng ta có được cái điều đó. Và chúng ta hơn cây bonsai thế giới là ở cái điều đó quý vị ạ. Tính nhân văn rất cao. Em hôm nay thì là cũng được em giới thiệu người phụ nữ bên cạnh em và cho quý vị yêu cây biết nhỉ. Em cũng chia sẻ với toàn thể anh chị em yêu cây, thì đây là người đồng hành cùng với em, đây là bà xã em. Mẹ em thì là cũng đã anh chào em. Rất là ủng hộ em trong cái quá trình suốt chặng đường là khoảng hơn 10 năm để chơi cây rồi chăm sóc cây, làm cây. Em ơi, em có thể cho quý vị biết là em thấy sao khi em có người chồng yêu cây, chơi cây này? Có vui không em? Vâng, em vui ạ. Thế hả? Và có hạnh phúc không? Và có ủng hộ chồng hết mình không? Em nói chung là cái việc mà anh ấy chơi cây thì là em luôn 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 ủng hộ anh ấy ạ. Vâng ạ. Thế mà ngoài ra thì ngoài cái tình yêu cây ra thì lại là người con rất là có hiếu. Vâng ạ. Và làm hai cái tác phẩm này để dành cho người cha, người mẹ mình. Vâng ạ. Thế thì
cái đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Cái đó là một điều hạnh phúc vô bờ bến mà những người nhận cái món quà từ các em, là người cha người mẹ em, vui lắm em ạ. Đấy là cũng là cái mong muốn của em, gửi cảm đến người cha người mẹ, đặc biệt là mẹ em. Rồi, cảm ơn em nhé, và chúc vợ chồng em sẽ có cái hạnh phúc bên tình yêu cây và trong cuộc sống em nhé. Em cảm ơn các anh này, cảm ơn toàn thể anh chị em yêu cây. Okay. Thưa quý vị chiêm ngưỡng hai tác phẩm của em thì vừa rồi Bonsai Đô Huy cũng đã giới thiệu rồi, một tác phẩm thì làm để dành tặng cha, còn đây là một cái tác phẩm dành tặng mẹ. Tác phẩm dành tặng mẹ thì em mới làm tạo tác sau khoảng mấy năm. Chính vì vậy thì chưa hoàn thiện bằng cái cây dành tặng cha. Và em mới có bật mí là cái cây dành tặng cha này, một chút nữa thì sẽ bàn giao quý vị ạ. Hôm nay thì sau khoảng 10 năm tạo tác thì cái cây ngay trước mắt quý vị hôm nay sẽ bàn giao về chủ nhân mới. Thì chút nữa quý vị sẽ biết được chủ nhân mới là ai quý vị nhé. Và đằng sau thì Bonsai Đô Huy nhìn thấy một cái si này, cũng đến chia sẻ cho quý vị. Cái si này của em thì em làm lâu chưa Ngọc? Vâng, em chia sẻ với anh Đức Huy thì đây là cũng là cái tác phẩm, đây là tác phẩm đầu tay của em. Cũng từ đầu tay, được bao nhiêu năm vậy em? Đến bây giờ khoảng 14 năm. À 14 năm, cũng khá lâu rồi đúng không? Vâng, khoảng 14 năm. Thì đây là những cái tác phẩm là mà em cảm thấy là rất là tâm huyết, mà có cái mang lại là cái nhiều cái nguồn năng lượng, động lực cho em. Cũng từ cái tác phẩm này. À. Đấy. Thì là chính vì từ những tác phẩm này thì em cũng có động lực để em phát triển để làm những cái tác phẩm làm tiếp theo về sau này. Thì em cũng qua đặt tên tác phẩm, qua cái quá trình mà em cảm nhận được thì em cũng qua tâm huyết đặt tên là tác phẩm là Thần Mộc. Thần Mộc à? Thần Mộc. À, Thần Mộc. Như là một cái vị thần mộc trong nhà. À, dạ. Và đấy thì em mời anh chị cùng ngắm cái tác phẩm này của em. Quý vị chiêm ngưỡng một tác phẩm si quý vị nhé. Cây si này cao khoảng xấp xỉ 1 mét. Dạ. Cây có cái thần cổ thụ rất là lớn. Bóng tàn thì mịn tít rồi. Thì kính thưa quý vị, hôm nay thì Bonsai Đô Huy xuống tư gia thì em Ngọc. Và đặc biệt gửi tới quý vị hai tác phẩm là hai cái món quà em mới dành tặng cho người cha người mẹ của mình. Và bên cạnh đó thì có tác phẩm si nữa. Dạ. Không gian ở đây của em ấy thì chỉ có 3 cây thôi. Và thì vườn cây của em mới đặt ở chỗ khác đó quý vị ạ. Dạ vâng. Thế thì hôm nay thì về đây và một ít phút nữa thì Bonsai Đô Huy sẽ ghi cho quý vị cái lễ bàn giao cây. Chút nữa thì sẽ có cái lễ bàn giao cây quý vị nhé. Dạ vâng. Và đến đây thì Bonsai Đô Huy cũng xin được chào em Ngọc nhé. Dạ vâng. Chào em và chúc em thật nhiều thành công nhé. Vâng, em cảm ơn anh Đức Huy và cảm ơn toàn thể quý vị khán giả của anh Bonsai Đức Huy ạ. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy đến đây cũng xin phép quý vị được dừng lời đây. Vâng. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.